các cái quà mình lúc lúc này để lợi ích không những cho mình mà cho gia đình mình. Khi được sự chỉ dạy trên sư phụ và cô chủ nhiệm là tất cả vì thế hệ mầm non tương lai, vì các con cho nên là tất cả các đạo hữu là thực sự rất là hoan hỉ để có được nấu được bữa cháo rất là ngon cho các con và rất là mong các con được ăn ngon miệng.